Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta thấy là đau cổ vai gáy là triệu chứng gặp phải ở rất là nhiều lứa tuổi. Dạ, tuy là nó không gây nguy hiểm nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta, đến cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và như vậy thì đau cổ vai gáy là gì? Có lẽ là câu hỏi chúng ta đặt ra ngay bây giờ. Xin bác sĩ Ngọc chia sẻ về điều này với khán giả. Chào anh Đăng Trình và chào quý vị khán giả xem đài. Cái chủ đề hôm nay chúng ta nói tới là hội chứng cổ vai gáy. Thì cái hội chứng này thì thông thường nhiều người bị lắm. Nhiều người người ta hay bóp phía sau. Mình hỏi, ủa bị gì vậy? Đau vai hả? Tôi bị đau cổ vai gáy. Có nghĩa là người ta cũng hiểu được cái bệnh nhưng mà không biết được tại sao nó bị. Dạ. Cái cổ vai gáy là bên trong nó gồm có cái gì như thế nào thì người bệnh thường người ta họ không biết. Vậy thì nhân tiện đây tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn hội chứng cổ vai gáy nó là như thế nào. Mình nhìn trên cái mô hình trước mắt, mình sơ lược về cái mô hình này trước. Cột sống cổ của chúng ta sẽ có 7 đốt. C2, C3, C4, C5, C6, C7 nó có 7 đốt sống, tới đây là nó hết rồi. Từ đốt sống tiếp theo tới đây là 12 đốt sống là cột sống ngực, sau đó còn 5 đốt sống còn lại nó là cột sống thắt lưng. Thì mình nhìn trên đó mình thấy là cột sống cổ nó nhỏ lắm, cột sống ngực bắt đầu nó to hơn, cột sống lưng thì quá to tại vì nó nâng đỡ toàn bộ cho cơ thể của chúng ta. Và giữa các cái đốt sống nó sẽ có cái miếng đệm chèm. Miếng đệm chèm nó giống như là cái khớp bản lề, cái khớp cửa để chúng ta mở ra mở vô thì chúng ta mới gặp được nè, chúng ta ngửa nè, chúng ta nghiêng, chúng ta xoay cái cổ đó. Tôi đang nói cái cổ nha, muốn gặp nè, muốn ngửa, muốn nghiêng, muốn xoay thì cũng nhờ từ cái đĩa đệm này và các khớp đốt sống này, nó giống như cái bản lề cửa mở ra mở vô đó. Và bên đây mình sẽ thấy nè, cái dây thần kinh màu vàng. Dây thần kinh màu vàng là cái dây thần kinh này, nó sẽ cứ có một cái đĩa đệm, có một cái đốt sống thì sẽ có một sợi dây nó chui ra. C1, C2, C3, từ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 có 7 cái dây thần kinh. Đó. Thường thì mình thoát vị đĩa đệm á thì nó nằm ở cái phần dưới thôi. C3, C4, C4, C5 và C5, C6 là nhiều nhất, từ vì cái trọng lượng nó đè vào nó ở dưới này, từ vì cái cột sống cổ nó sẽ nâng đỡ cho cái đầu. Đó, thì mấy cái đĩa cuối của cái cột sống cổ nó hay bị. Đó. Thì mình sẽ nhìn đây thấy cái sợi dây thần kinh màu vàng này, nó sẽ đi từ cổ nè, nó ra vai, nó xuống cái tay của mình. Đó, cho nên là khi đau nó sẽ đau từ cổ, vai ha. Rồi tại sao lên đầu? Lên đầu là mình thấy nè, có cái động mạch màu đỏ nè, có cái động mạch màu đỏ nè hai bên nè. Đó, nó đi theo cái đường ống là nó chui lên tới cái đầu, nó nuôi cái não của mình. Đó, nhưng khi mà mình mà bị chèn ép từ cái cột sống cổ, nó có nhiều nguyên nhân lắm, nữa tôi sẽ thấy những nguyên nhân là tại sao nó bị đau, nó bị chèn ép. Bình thường nó thông thoáng như thế này thì mình không đau đớn, không gì hết. Nhưng mà khi mà nó bị nghẽn rồi, nó bị một cái vấn đề gì đó từ cột sống cổ, nó nghẽn, nó chèn ép dây thần kinh và nó làm cho cái động mạch này nó không có rộng rãi để mà nó bơm máu, cái đường ống này nó không rộng rãi, nó bơm máu lên não, thì nó làm cho chúng ta đau cái đầu, đau chỗ cái gáy, đau từ cái phần sau gáy cái đầu lên. Thì bây giờ mọi người có thể hiểu là tại sao đau cổ, vai, gáy. Cổ vai là do dây thần kinh màu vàng, gáy là do cái động mạch màu đỏ lên, nó không có nuôi nổi cái não. Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh này được phân loại như thế nào ạ? Nó có nhiều nó thường là nó qua 4 cái giai đoạn. Thông thường cột sống cổ nó có 4 giai đoạn thì nó phân ra 4 loại. Cái loại đầu tiên á thì có lúc đau lúc không. Dạ. Có khi á là khi nào mình làm việc thiệt là căng thẳng, hoặc là nào đó mà mình làm việc mình ngồi, hôm đó mình ngồi cả hàng 5-6 tiếng mà họ từ đó giờ mình không ngồi như vậy. Dạ. Mình chỉ ngồi chừng 3-4 tiếng thôi. Đó thì nó sẽ có cái triệu chứng là đau cổ, đau vai, đau gáy. Rồi hết dài 3 tháng sau hoặc là cả năm cũng không bị thì không sao. Đó là giai đoạn đầu. Cho nên mình dễ làm là mình nói chắc tại trái gió trở trời. Đó, đúng rồi. Đó là do mình làm việc quá sức thôi, làm cơ nó căng, nó mỏi, giống như mình đi tập thể dục quá nhiều thì về nhà hai cơ nó hơi mỏi thôi. Đó là giai đoạn đầu. Tới cái phân loại giai đoạn thứ hai thì là nó sẽ đau, là đau liên tục, lúc nào cũng đau đó. Lúc bây giờ mình ngồi dậy mình cũng thấy mình thư giãn, mình không làm việc, nó cũng đau cổ, đau vai, đau gáy. Nhưng đặc biệt khi nào mà mình ngồi càng nhiều thì thôi khỏi nói luôn, khỏi thấy cái cổ là giống y chang là mình đang treo một cái vật gì đó mà khoảng 4-5 kg vậy đó. Nó tưởng tượng như vậy. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba thì nó sẽ đau, nó đau từ cột sống cổ nè,
nó lên cái đỉnh đầu, nó làm cho nặng đầu, chóng mặt, nhức đầu, hoặc là nó đau lan ra cái vai, nó kéo xuống cái tay, nó làm cho tê cái tay, mỏi cái tay, hoặc là yếu cái tay, cái lực không có cái lực để mà cầm nắm, hoặc là dù mình chỉ là công việc nhẹ là quét nhà thôi, mình quét không nổi, hoặc là chỉ cầm con chuột cầm nó cũng có thể là nó rớt, chẳng hạn vậy, cầm cái viết nó cũng có thể là nó rớt, nó đau quá, nó mỏi quá, cái không có khả năng cầm nắm, nắm chặt là nắm không có được. Đó là giai đoạn thứ ba, là đau lan tỏa từ cổ ra vai. Tới giai đoạn thứ tư rồi á, là không còn những cái triệu chứng giống tôi nói nữa, mà nó đã tê bàn tay thôi, hoặc là cổ vai nó ít đau lắm, nó chỉ mỏi thôi, nó không có còn đau nhức giống như cái giai đoạn thứ vì thứ, nó thứ chuyển nhất. Qua tê rồi, đúng không ạ? Nó mất cảm giác. Dạ. Tại vì dây thần kinh màu vàng đây nè, quý vị nhìn đây, dây thần kinh màu vàng, cái dây thần kinh này nó có hai chức năng, nó điều khiển cái vận động và điều khiển cái cảm giác. Cái vận động là giúp cho chúng ta nâng cái tay lên, nắm cái vật gì đó đó, rồi nó điều khiển cái cảm giác là mình sờ, mình biết được nó nóng lạnh, mình nhéo mình biết đau. Nhưng mà khi mất cảm giác rồi mình nhéo không đau, nó tê cứng quá rồi nó không có đau. Cái tay người ta họ sần sần, họ giống như là nó dày á, nó dày cái tay, nhưng mà không phải, cũng vậy hả, cơ nó cũng mình bóp nó cũng vậy thôi, nhưng mà cái cảm giác mình nó như vậy do mình mất cái cảm giác rồi. Tới giai đoạn thứ tư, đặc biệt là cái cổ ít đau mà nó mỏi cổ thôi, nhưng tới giai đoạn thứ tư cái nhức đầu dữ dội lắm. Nó nhất người ta cứ tưởng đó là họ u não, hoặc là họ bị viêm xoang, hoặc là họ bị tắc nghẽn cái mạch máu não gì đó, chứ không có phải là do từ cái cột sống cổ. Từ lúc đó cái cổ đó nó mỏi thôi. Nhiều người nói hồi xưa tôi đau cổ nhiều lắm, chứ bây giờ 2 năm nay tôi không có đau cổ nữa, tôi chỉ mỏi thôi, tôi không có đau cổ đau da, tôi mỏi hoặc là tôi đau cái vòng với không tới thôi. Bây giờ là cái đầu của tôi nó nặng là chủ yếu, và cái tai của tôi á nó tê là chủ yếu, tai tôi tê dữ lắm. Đó, cái đó là cái chính của nó thôi. Cảm ơn bác sĩ Ngọc rất nhiều. Và trên thực tế thì chúng ta cũng đã thấy, vì rất nhiều nguyên nhân, có thể là do công việc, có thể là ngại đi gặp bác sĩ, có thể sợ là ngại đi khám ra nó sẽ có bệnh, cho nên là chúng ta không đi khám. Để một thời gian dài nữa, đến khi mà nó chuyển sang giai đoạn thứ tư thì người nhà mình sẽ nói vậy đó: tôi hết bệnh rồi, bây giờ nó chỉ còn tê cái tay thôi, như là nó nhức cái đầu, thành ra bây giờ để mua thuốc uống nhức đầu uống là được, cái tay thì tập cho nó hết. Đó, nhưng mà không ngờ là nó đã chuyển sang giai đoạn thứ tư rồi, thưa quý vị. Cho nên như vậy thì thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể chia sẻ với khán giả được biết là những cái thói quen sinh hoạt nào hàng ngày của chúng ta nó dễ dẫn đến cái bệnh này? Cái thói quen sinh hoạt á thì thông thường á là do chúng ta làm việc chúng ta cúi nhiều, hoặc là làm việc trong các môi trường phải ngửa nhiều, đặc biệt như mấy anh quay phim đi, cứ phải ngồi phải như thế này hoài, nó làm cho biến đổi cái lực cơ này, nó không có còn quân bình nữa, nó là mất cái quân bình của cái lực cơ đó. Mà nếu mà ngồi ít giờ không sao đâu, nếu công việc mình ngồi chừng tiếng, cái mình đứng giờ mình uống nước thoải mái không sao. Mà đừng có nhiều quá nha, nhiều làm như thế này mà 4 tiếng đồng hồ làm xong nổi, chịu không nổi là bắt đầu nó vuốt nặng lên cái đầu rồi đó, nó mỏi cái vai, nó có vùng với không tới, cái vùng mà mình ấn cho cái cột sống bả vai á đau dữ lắm. Đặc biệt giống như mà cái cô nói là hoặc là tập yoga sai cách á, là có một số người vậy nè, người ta trồng chuối được, nhưng mà mình đòi trồng chuối giống người ta không có được. Cái đầu mình chịu hết bao cả nguyên cả trọng lượng của cơ thể mà dồn hết cái đầu, chỉ mỗi cái đầu với 2 cái tay nó chịu cái lực ở dưới cái nền, bắt chước làm luôn, bắt chước cũng làm theo rồi xong rồi cái cổ bắt đầu đau mỏi. Có nhiều người là chấn thương cái cổ, phải đi mổ mà bắt cái nạp vít. Nó chấn thương nó nổi vậy. Tôi đã gặp luôn, tôi đi tập yoga tôi đã gặp luôn, mà rất là đắt tiền dữ lắm. Trong khi á hả, gia đình thì khó khăn, mà nó bị tai biến của cái chấn thương trong thể thao. Sau đó thì nó làm cho cái những người mà họ làm được đi, họ làm cũng gần được giống như người ta, họ không bị chấn thương, nhưng mà cái vai không có được. Tự nhiên mình làm gì nó không có cân bằng á, cái chiều của vai phải quá mức rồi, xong cái vai không nhấc lên được. Nó bị mỗi ngày một chút, nó cái viêm cơ, cái vùng vai người ta gọi là viêm chu vi khớp vai, không chảy đầu được, không có cài cái gãi cái lưng, hoặc là những phụ nữ không có cài được cái áo ở phía sau, hoặc là mình chảy răng nè, mình cột tóc nè, mình làm những cái tư thế của cái tay không được, cái tay cứ vậy thôi, hoặc là muốn vậy cứ nâng lên tới như vậy, không có nâng lên cao được, không có gấp ra sao được, đó người ta gọi là viêm cơ vùng vai nữa. Cho nên là mình làm việc á, giáo viên á thì phải ngửa ra nhiều, quay phim ngửa ra nhiều, các anh thợ sơn phải ngửa ra nhiều, thì các anh đó phải chú ý là mình làm việc chút xíu mình phải có cho cỡ nó nghỉ ngơi, mình làm việc tiếp chứ không phải là mình bỏ luôn cái công việc đó. Hoặc là những người ngồi văn phòng thì nó lại ngược lại, người ta phải cúi nhiều, buôn bán người ta phải ghi chép nhiều,
chẳng hạn vậy, là các em học sinh ngồi học đó là chép nhiều mà không để cho cơ thể nghỉ ngơi, hoặc là ngồi cứ chơi điện thoại mà cấm cúi như thế này, cúi xuống nhiều, nó cũng ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày của cái cuộc sống cổ. Cảm ơn bác sĩ. Và qua cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị của cái chữ giải lao, cái thời gian giải lao, đúng không ạ? Không đơn giản mà đi học cũng phải giải lao, làm việc cũng phải giải lao, đi làm công nhân cũng phải có thời gian giải lao, và người ta buộc chúng ta phải nghỉ giải lao. Đó là cái điều để thay đổi cái tư thế để cho cái sức khỏe chúng ta sẽ tốt, thưa quý vị. Cho nên là cũng chưa chắc gì chúng ta cố gắng làm hoài mà mọi chuyện nó lại là có hiệu quả, mà vô tình không khéo thì để lại hậu quả, đúng không ạ? Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì để mà nhận biết cái hội chứng đau cổ vai gáy á, thì ngoài những cái triệu chứng bác sĩ đã vừa nói ra thì còn những cái triệu chứng nào khác nữa không ạ? Những cái triệu chứng giống như tôi nói mà để lâu không trị nữa thì nó làm cho cái khó ngủ. Nó làm cho người bệnh khó ngủ lắm, không ngủ được. Không ngủ được ở đây là do cái não nó điều khiển. Có một số người là không ngủ được là do người ta bị về thần kinh. Nhưng mà không ngủ được ở đây là do là mình đang ngủ tới khoảng 12, tầm 12 giờ đi, cái tê quá, ngủ cái nó tê cái tay, tê cứng cái tay, không ngủ được, thức miết tới sáng, nó nhức quá, thức miết tới sáng. Hoặc là đang ngủ tới 2 giờ sáng, đặc biệt là đang có thời tiết lạnh, đang có thời tiết như thế này nè, mình ngủ dậy lạnh quá mà quên khi ngủ mình không có giữ ấm cho cơ thể, mình để nó quá lạnh, thì nó đang gặp thời tiết lạnh, gặp cho mình không có chịu giữ ấm nữa, nếu mình biết ủ ấm thì nó cũng không đến nỗi nào. Cái nó làm cho co mạch tự gì mạch máu là tôi nói là đường ống nó bơm lên, nó nuôi não, mà bây giờ nó lạnh, nó co mạch, nó bơm lên khó khăn, từ từ nó làm cho người bệnh nó nặng cái đầu, khó ngủ, rồi thức luôn tới sáng luôn. Cho nên là bệnh này vừa cho ảnh hưởng tới đầu, cổ, vai, gáy, tê tai, rồi ảnh hưởng thêm cái triệu chứng khó ngủ. Khó ngủ là nó hôm sau nó làm cho những người mà lớn tuổi á, nó làm cho huyết áp người ta tăng dữ lắm. Bình thường á là người ta đã cao huyết áp rồi, người ta vẫn uống thuốc mỗi ngày, nhưng mà khi mà đêm đó người ta không ngủ ha, tuy là sáng hôm sau người ta vẫn uống thuốc huyết áp đó, nhưng mà nó không hạ được, nó cầm chừng, chứ nó không thể nào mà nó xuống giống như là bình thường được. Và đặc biệt là quý vị nên nhớ là thời tiết mà thay đổi như thế này, là thời tiết đang như thế này, nó đang khắc nghiệt như thế này, thì mình phải giữ ấm toàn bộ cơ thể chứ không phải riêng cho cuộc sống. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, có một cái điều chúng ta để ý là vì những cái biểu hiện của nó rất giống những cái bệnh khác, cho nên là chúng ta khó phát hiện, đúng không ạ? Thành thử ra là cái điều quan trọng thì vẫn là cái câu ông bà mình nói là phòng bệnh hơn trị bệnh. Khi cảm thấy cơ thể nó có vấn đề gì lạ thì chúng ta nên đi gặp bác sĩ, quý vị nhé. Và thưa bác sĩ, cũng chính vì những cái biểu hiện nó lại giống nó tương tự những cái bệnh khác, thì người bệnh có thể không phát hiện được, rồi tự ý đi mua thuốc dán, về dán, hay là đi mua tất cả những cái thứ mà người ta gọi là thuốc mà truyền miệng với nhau không rõ nguồn gốc xuất xứ vân vân, để về tự điều trị cho mình, thì không biết là có đúng hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh. Thông thường á là mình có những cái triệu chứng giống như tôi nói rồi, đau cổ, đau vai, đau gáy đó, người ta nói là khi mà đi khám á, bác sĩ nói là thoái hóa cột sống, hoặc là gai cột sống, hoặc là thoát vị đĩa đệm, là lát nữa tôi nói xóa sơ qua về những cái bệnh lý cho mình xem, thì nghe vậy thôi bệnh này chắc không hết đâu, nó bị chèn ép rồi chắc không hết đâu. Thôi một là mổ, mà tôi nghe bác sĩ nói uống thuốc mà một tháng không hết á, thì lên đây là bác sĩ sẽ mổ. Thôi tôi sợ mổ lắm, để tôi về nhà tôi đắp lá cây, thì cũng ra cũng lấy thuốc uống cái thấy không hết cái không dám lên tái khám lại, sợ là bác sĩ phải bắt ở lại mổ. Cho nên là đi về nhà nghe ở đâu hay là đắp lá đắp thuốc, giống như trên cái phóng sự vừa rồi mình thấy là cái lưng của người ta phỏng hết luôn. Đó, nó phỏng, nó để lại cái vết phỏng nhìn nó xấu kinh khủng luôn, mà nó làm cho người bệnh rất là đau đớn. Nó phỏng, biết rồi, mình phỏng cái ngón tay nhỏ xíu thôi là mình đã nóng rát, mình chịu không nổi rồi, huống chi đó là mình phỏng nguyên cả cái vùng của cái cột sống cổ. Nó vừa để lại mang những cái người mà sau khi trị bớt bệnh rồi mang cái cổ mà hở đâu có dám mang, tại vì nó xấu quá, mang sẹo suốt đời. Đó, cho nên là khi mà chúng ta mà đã biết cái triệu chứng của nó rồi thì chúng ta nó có hai phương pháp để điều trị, một là vật lý trị liệu, còn hai là chúng ta phải phẫu thuật. Đó, mà bây giờ hiện đại rồi, cho nên đừng có lo lắng, cứ nghĩ là không hết đi làm tầm bậy, nó càng cái bệnh của mình nó càng nặng hơn. Ví dụ như bây giờ mình mới đau cổ vai gáy à, cái cứ đi đắp lá đắp thuốc riết rồi á hả, cái nó chảy xuống cái tay, nó làm tê tay, lúc đó làm cho cái bệnh mình nó nặng hơn. Đúng rồi, càng nặng hơn.